Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi trọn đời nam mạng tuổi Tân Sửu, sinh năm 2021, sinh năm 1961. Tân Sửu, nam mạng, cung đời, trực thâu. Mạng bích thượng thổ, tức là đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà quỳnh đế phú quý, xương con trâu, tướng tinh con đười ươi, ông quan đế độ mạng. Tổng quan: Tân Sửu mạng thổ, tuổi này số cùng với mạng lắm lần khắc khe, vận thời dời đổi ngửa nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sinh mùa hạ thời mai, thanh nhàn thông thả, ít ai dám bì. Số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong. Anh em cha mẹ hai dòng, nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba. Nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời luống chịu vui chiều buồn mai. Cho hay số phận thiên tài, tu nhân tích đức phước nhờ mai sau. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Luận về cuộc sống tuổi Tân Sửu nam mạng. Tân Sửu, cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận. Đời sống có thể lên đỉnh tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp. Tuổi Tân Sửu phát triển mạnh mẽ về công danh, trung vận và hậu vận, nhiều sung sướng. Luận về tình duyên tuổi Tân Sửu nam mạng. Về vấn đề tình duyên tuổi Tân Sửu, có chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Còn nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc một vợ một chồng mà thôi. Đó là bạn sanh vào những tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Luận về gia đạo công danh Tân Sửu nam mạng. Công danh lúc trung vận có thể lên tuyệt đỉnh của danh vọng, đời sống có phần sung túc về vấn đề này. Gia đạo yên hòa, không có gì xảy ra, nhưng về hậu vận thì hay lộn xộn và bê bối. Phần sự nghiệp hay đẹp liên quan đến vấn đề công danh. Công danh lên cao thì sự nghiệp được vững chắc, tiền bạc đầy đủ, hoàn toàn sung túc cho cả cuộc đời. Những tuổi hợp làm ăn. Trong sự làm ăn hay phát triển công danh, bạn nên lựa chọn tuổi này mà cộng tác hay hợp tác thì có phần tốt đẹp, thâu đoạt được những thắng lợi về tài lộc. Đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Bính Ngọ. Làm ăn hay kết hôn với những tuổi này thì được tốt. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc kết hôn, bạn nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc sống của bạn có nhiều tốt đẹp và có phần làm ăn được phát đạt, giàu sang. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Nếu kết hôn với những tuổi trên, bạn sẽ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì bạn chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi.
vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Nhâm Dần và Mậu Thân. Nếu kết hôn với những tuổi này, đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống khả dĩ, bảo đảm cho cuộc đời ở mức trung bình và chỉ sống trong sự nghèo khổ triền miên, đó là bạn kết hôn với các tuổi Bính Thìn và Giáp Thìn. Có những năm không hợp tuổi, nếu bạn tính chuyện hôn nhân sẽ không thành, hay thành thì sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm này không nên cưới vợ, nếu cưới vợ thì gặp những cảnh trên. Sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào những tháng Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Tuổi Tân Sửu có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 28 và 33 tuổi. Những tuổi này đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Những tuổi đại kỵ. Những tuổi sau đây, bạn không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn. Vì kết duyên hay hợp tác làm ăn, bạn sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Như đã nói trên, khi phạm nhầm tuổi đại kỵ, bạn nên giản dị và cẩn thận đến mức tối đa trong cuộc sống cũng như trong việc làm ăn. Về việc hôn nhân hạnh phúc, nếu gặp tuổi đại kỵ thì nên âm thầm kết duyên hơn là làm rầm rộ. Kỵ nhất là mâm chầu hay ra mắt bà con, cha mẹ. Đây là vấn đề tạm thời, chứ thật ra gặp tuổi đại kỵ mà hiệp hôn hay làm ăn thì khó, rất khó khăn trong vấn đề tài lộc lẫn công danh và sự nghiệp. Nên tùy theo năm mà cúng sao hạn. Nếu gặp hạn trường hợp kết hôn giao dịch với tuổi đại kỵ, vì sao mỗi hạn mỗi năm mỗi khác và thay đổi suốt 60 năm. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tuổi Tân Sửu xuất hành vào ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn thì thuận tiện nhất trong việc làm ăn cũng như về tài lộc. Xuất hành vào những ngày giờ nói trên thì rất tốt về tài lộc cũng như về tình cảm. Sau đây là những diễn tiến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, năm phát triển về công danh, tài lộc yếu kém, tình cảm dồi dào. Năm 21 tuổi, năm này khá tốt đẹp về phần tài lộc và cuộc đời. Năm 22 tuổi, kỵ các tháng 3, tháng 4 và tháng 6 âm lịch, các tháng này không nên đi xa, ngoài ra những tháng khác tốt đẹp. Năm 23 tuổi, năm này quá xấu, không nên làm những chuyện lớn. Năm 24 tuổi, tạm được, làm ăn có đôi phần có kết quả, nhưng về tình cảm thì khó khăn. Năm 25 tuổi, được tốt đẹp, năm này đi xa, làm ăn thắng lợi. Từ năm 26 đến 30 tuổi. 26 tuổi nhiều hy vọng về thành công và công danh, tài lộc cũng như tình cảm. Năm 27 tuổi, năm này khá tốt, có thể vượng phát vấn đề tiền bạc, đi xa vào những tháng 4 và tháng 6 có hại cho bản thân. Năm 28 và 29 tuổi, hai năm này tạm tốt đẹp, nhưng rất nhiều tháng xấu. Vào năm 28 tuổi, những tháng xấu là tháng 4, tháng 7 và tháng 11 âm lịch.
vào năm 29 tuổi, 6 vào những tháng 1, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. 30 tuổi có thể lên cao về danh vọng, sự nghiệp và cuộc đời. Từ năm 31 đến 35 tuổi. 31 tuổi có nhiều hay đẹp về việc gia đình cũng như ngoài xã hội. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này tạm yên tĩnh, công việc làm ăn bình thường. Năm 34 tuổi, khá tốt đẹp, công danh, tài lộc lên cao. Năm 35 tuổi, năm này có bệnh hay gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ năm 36 đến 40 tuổi. 36 tuổi khá tốt, bổn mạng vững, cuộc đời có nhiều may mắn. Năm 37 và 38 tuổi, hy vọng sẽ... Năm 39 tuổi không được tốt hoàn toàn, năm đều xấu nên cẩn thận vào tháng 3 và tháng 6 có tai nạn hoặc hao tổn tiền của. Năm 40 tuổi, ảnh hưởng của năm 39 còn lại nên lo toan việc gia đình, làm ăn lớn sẽ thất bại to. Từ năm 41 đến 45 tuổi. 41 tuổi, năm này phát triển, làm ăn xây dựng sự nghiệp rất tốt đẹp. Năm 42 tuổi, thành công đôi chút về vấn đề gia đình, tình cảm. Năm 43 tuổi, năm này nên đi xa hay hợp tác, giao dịch tiền bạc sẽ gặp việc vận may. Năm 44 tuổi, năm này trung bình, không có gì quan trọng xảy ra. Năm 45 tuổi, năm này có thể làm ăn hay hùng hạp làm ăn khá tốt. Từ năm 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi được phần thắng lợi về tài lộc cũng như tình cảm, cuộc sống hay đẹp về công danh và sự nghiệp. 47 và 48 tuổi, hai năm này, có hai tháng kỵ, có bệnh trầm trọng hay hao tài tốn của, đó là tháng 1 của tuổi 47 và tháng 10 của tuổi 48, ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này, vượng phát mạnh, tiền bạc thêm dồi dào và nhiều tốt đẹp. Từ năm 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, nhiều tốt đẹp. Năm 52 tuổi, cẩn thận bổn mạng xấu. Năm 53 tuổi, trung bình. Năm 54 tuổi, khá tốt. Trong gia đình, con cái có phần phát triển về danh vọng. 55 tuổi, tạm tốt đẹp về gia đình, bổn mạng có phần yếu kém. Từ năm 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này nên cẩn thận về tài lộc lẫn tình cảm, bổn mạng có suy yếu, những năm này rất kỵ việc đi xa. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi phần luận tử vi nam mạng trọn đời tuổi Tân Sửu, sinh năm 2021, sinh năm 1961. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời, đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.